gì đấy? Nó nhảy dù cả. Ơi, sợ quá nhỉ, nó có súng rồi. Từ từ không ạ. Mày này. Nó không thấy mình à? Mày không thấy tao à? Mày này, vợ mẹ cù nhỉ? Ui, cái gì đấy? Đừng, anh đừng. Mày nha, mày có chừng tao nhỏ. Mày ra đây. Chạy là thượng sách đấy. May anh em ạ, chạy được rồi. Đâu? Đây này, nhìn đây này. Bố mới chơi hai tà tôi này. Úi dồi nhá, full skill luôn nhá. Nhá, 4 khay slot luôn nhá. Nào, mày chạy à? Úi dồi, nhanh thế. Bắn ai đấy. Em ơi, đây anh với em ơi. Đừng. Ok. Mày không thoát từ đâu con trai. To be caught the new. Mày này. Trái làm sao đây à? Úi, cái gì đấy? Anh ơi đừng. Anh ơi, bắn ngu vãi nồi. Béo hiểu sao luôn cái thằng này. Về nhà bố tí mẹ đi nha em. Anh đi đâu đấy? Anh ơi, cho em theo với anh. Anh ơi, anh làm gì vậy? Lên đường nhỉ? Là chạy mộ rồi nhá. Ui, anh. Ui, đua xe à? Em thích đua xe. Mày này làm gì đấy? Cái gì đấy? Đừng, anh đừng. Em đang trốn. Em chỉ là một con giận nước bé xíu. Anh không thể em nhá. Anh không thể em nhá. Mày này. Mày hay lắm. Mày làm gì đấy? Đừng, anh. Em treo. Mày chết rồi con. Mày này. Quần máu này. Xanh mơ. Ok. Thế nên nào chê đấy? Đừng, anh ơi, bông keo em nát rồi anh. Đừng, mày không có tuổi. Bố mày còn bông keo làm gì nhau. Anh, liệu à? Vãi, đời đô thí. What the fuck? Cái gì hả luôn? Mẹ mày, chiến thật đấy. Ui. Ôi, thế em xin này, thính ngon nhỉ. Mau lăn lầu thế. Vãi cần nồi. Bố mình lại hồn thế kìa đấy. Mày ơi giời, đợi lầu thế nhỉ. Xong rồi đây. Làm cây M79 này. Ui mày. Mày làm gì đấy? Ui mày toàn này. anh. Đừng, anh em sợ. Tao né rồi nhá. Ui vãi. Đắng cay. Mày này con chó. Dám giết bố mày. Nghĩ nó cay. Cái gì đấy? Lại thích nhún à? Em. Anh thích em rồi đấy. Đứng lại. Đừng chạy. Chạy làm sao đây ạ? Chạy là chạy thế nào? Đứng. Mày này, mày giỡn à? Ok. Ui, cái gì đấy? Mày á, mày liệu hôn với tao này. Từ anh em ạ, phải dình nó. Mày này, ui, mày này. Chạy làm sao được? có một thằng đây rồi. Ui, trốn à, trốn à. Từ, cao ạ. Ui, cái gì đấy? Anh, ui, cà la. Ui, anh ơi, đừng. Đây, em cho đồ. Anh, em xin. Anh hãy tha mạng cho em. Anh ơi, tha mạng em nhá. Bố mày report mày một chó. Đây này, không thấy tôi nguy hiểm không? Nhìn tôi này, đây này, đấy. Hành động nguy hiểm đây này. Và thế nó mới cứ gọi là dân chơi nhỉ. Để coi nào. Chúng không? Chúng chứ. Lên nào. Lên. Ui. K.
Anh ơi,
làm gì đấy? Mày này, mày cắn chỗ bố mẹ con chó này. À, anh ơi, em đây này. Ok, mẹ hai nón level 1, nón con khe. Đây này, chúng mày nhìn bố mày thể hiện đây này. À, thằng nào ở trong? Mày à? Úi dồi ôi, cái yêu, tuổi gì? Ui, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy? Ơ, thể hiện điều gì? Mày thể hiện nè. Mày oai lắm cơ mà. Ờ, ô chị ơi, chị cầm súng lục đi đâu vậy? Ô chị ơi, này chị nè. Ok, mày nói cái gì? Mày này, sủa lắm nè. Thích sủa không? Tờ, cho đi. Còn là này, mày làm gì ấy? Mày làm gì ấy à? Ô, đừng, anh ơi, mày này. Ok, ơ, mày quen xe á? Thật kìa, xuống, nhanh. Mày ăn tưởng xe ngon khỏe, lại thằng này nữa. Ui, mày dám giết bạn tao đúng không? Còn mẹ mày, được rồi. Tao giết mày, con chó này mày giết bạn tao này. Mày này, mẹ con chó, giết bạn bố mày. À, đây rồi, thằng này cắn trộm. Mày cắn trộm bố mày đúng không? Tao thấy mày rồi nhá, mày này cắn trộm này. Úi dồi, đây, ngon. Chờ đi, mày bố mày có FPD rồi nhá. À, mày cấu gì à? Mày liệu hôn nhá mày. À, được rồi, tao thấy mày rồi, bình tĩnh. Úi, sao cái thằng đồng đội nó ngu vậy nổi. Bố mày xìm, méo hiểu sao. Ô anh, đừng anh. Ô gì đấy, đừng. Mày hạ thằng đồng đội, ngu vãi nổi. Mày bố mày còn cứu mày đấy nhá. Ôi giời ơi, cái gì đây, cái đẹp. Mẹ, thằng đồng đội ngu vãi nổi để bố mày cứu mày. Thôi mẹ. Cái gì đấy, what. Ok rồi nhá. Ôi cái đẹp. Mà cày. Yes, được rồi. Đây nha, hai thằng. Ui, đông thế. Mẹ không phải hai thằng, bốn năm thằng mẹ luôn. Ô, mày làm sao? Mày tuổi gì? Ok, con máu đó. Ô, đừng. Mày làm sao đi, Ôi trời ơi, mày ngu rồi. Mày ngu rồi con à. Mày này, lượng sáng này, thế mày ngu chứ con. Ui, anh. Sao anh lại ngu trong này? Ô, anh đừng bắn em, anh. Anh, mày này. Mày hiện à, mày trốn trong này, mày tưởng mày ngon à, con máu đã. Ơ, đừng, cái gì đấy?